chào mọi người, chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Toàn Ô Tô Cũ Sài Gòn. Thì vừa rồi Tiên mới vừa lên một cái video chi tiết về chiếc Mazda 2 đời 2022 mới về các anh chị ha. Thì tiếp tục những chiếc xe cực hot mới vừa về ngày hôm nay của Tiên. Thì đây là một dòng xe 5 chỗ gầm cao giá mềm, form dáng phải nói rất là trẻ trung hiện đại luôn các anh chị ha. Thì bên cạnh Tiên đây là MCZS các anh chị, phiên bản STD nha. Đời 2023 mới lướt nhẹ có 9.000 km thôi, không khác gì xe mới hết. Bên Tiền đang bán xe này với giá là 459 triệu nha. Hôm trước anh chị nào mà có liên hệ Tiền để tìm cho mình một chiếc xe 5 chỗ ở hàng 4XX thì tham khảo và chốt ngay em này các anh chị. Bây giờ Tiền mời mọi người cùng Tiền nhìn sơ tổng thể về cái xe này trước, rồi mình sẽ đi vào chi tiết xe nha. Xe thì được sở hữu nước sơn làm màu đỏ các anh chị, khá là đẹp ha. Anh chị nào mình yêu thích màu đỏ nè, phong thủy của mình làm màu này thì chốt ngay em này các anh chị nha. Không khác gì xe mới hết, lại tiết kiệm cho mình một khoản chi phí khá lớn nữa các anh chị nhé. Rồi để Tiền xem, em này thì biển Sài Gòn nha. Bên Tiền thì có hỗ trợ các anh chị nhà mình rút hồ sơ và sang tên trên toàn quốc, nên là các anh chị nhà mình yên tâm. Và em này thì anh chủ có đăng ký biển vàng để chạy kinh doanh thêm các anh chị ha. Tuy nhiên thì cũng chưa có chạy gì hết thì đã bán rồi. Chất xe còn rất đẹp luôn, nên là các anh chị nhà mình yên tâm đi cận hơn phần nước sơn giúp Tiền các anh chị nha. Nắp capo không trầy xước, đèn ở đây là đèn bi các anh chị, có giải đèn led ban ngày ha. Cam 360 các anh chị. Đây, nước sơn còn khá đẹp, phần cản không có bị trầy xước gì hết. Mối nối cản còn rất khích, liền lạc đồng màu từ trước ra sau. Lớp độ gây gió cực kỳ sâu, mâm không trầy xước các anh chị ha. Đăng kiểm còn tới 2025 vô tư xài cho các anh chị luôn. Có dán phim cách nhiệt, tay nắm cửa mạ rơm, có nút mở cửa một chạm ha. Bên hông xe không trầy xước móp méo. Xe mới về cũng chưa vệ sinh gì hết nên là hơi bụi tí xíu các anh chị ha. Tất cả xe bên Tiền thì bán ra các anh chị cũng biết rồi, không đâm đụng, không ngập nước, không đại tô động cơ và hộp số bao tách hãng cho các anh chị nhà mình luôn nha. Phiên bản STD các anh chị ha, đây là MG ZS các anh chị. Đèn hậu phía sau còn trong đẹp, có cam lùi, cảm biến lùi đầy đủ các anh chị. Nhìn sơ phần gầm giúp Tiền ha. Anh chị nào mình ở khu vực địa hình khó đi như là ở Bình Phước, Tây Ninh nè, Lâm Đồng, Đà Lạt hoặc là Đắk Lắk, Đắk Nông, mới lấy những chiếc xe này đi rất là sướng các anh chị ha. Rồi cốp em này cũng khá là rộng rãi các anh chị, sạch lắm, mở cốp ra nghe còn mùi mới luôn á. Lớp dự phòng chưa sử dụng, con đội tay quay đồ nghề còn đầy đủ nha. Nhựa lấy đồ ra vào cũng không có bị trầy xước gì hết các anh chị. Rồi bây giờ mình sẽ tiến về phía trước, mình kiểm tra phần nội thất các anh chị nha. Em này ghế da tông màu đen các anh chị, viền chỉ màu đỏ nha. Sàn ở đây là sàn nguyên bản, trần nguyên bản các anh chị nè. Rồi, vô lăng ở đây khá là thể thao các anh chị. Tích hợp những cái phím bấm trên vô lăng như thế này, logo cũng còn rất đẹp. Xe mình đi 9.027 km nha. Táp lô không trầy xước. Đây, táp lô Mazda các anh chị khá là sang ha. Ở đây thì màn hình zin theo xe vẫn còn chưa tháo siêu nè các anh chị. Dưới này là có những cổng sạc nè. Đây, chìa khóa của MCZS các anh chị nha. Cần số nè, phanh tay điện tử auto hold. Rồi bây giờ mình sẽ tiến về phía trước, mình kiểm tra phần động cơ các anh chị nhé. Em này Tiền còn hỗ trợ trả góp lên tới 70%. Các anh chị nhà mình cần tư vấn chi tiết hơn về thủ tục trả góp như trả trước bao nhiêu, hàng tháng đóng bao nhiêu hay là lãi suất như thế nào thì alo Tiền thì sẽ tính toán và tư vấn cho các anh chị nhà mình kỹ hơn nhé. Rồi, nhìn sơ giúp Tiền phần ốc của nắp capo cũng như là keo chỉ capo ha. Thật sự thì kiểm tra đây là kiểm tra cho các anh chị nhà mình xem vậy thôi. Chiếc xe bên Tiền thì đã được mấy anh kỹ thuật kiểm tra rất là kỹ rồi thì mới mang xe về để phục vụ cho các anh chị nhé. Đây, phần ốc máy nè các anh chị, ốc ác còn sơn phết đầy đủ ha. Máy móc rất là êm luôn, tem mát từ nhà máy vẫn còn. Anh chị nào mình thích chiếc này ha, mình đang có dự định mình mua xe mới thì mình cân nhắc mình lấy chiếc này, không khác gì xe mới, lại tiết kiệm cho mình một khoản chi phí nữa các anh chị ha. Rồi Tiền nhắc lại thông tin chiếc xe này một lần nữa nha. Thì bên cạnh Tiền đây là MCZS các anh chị, phiên bản STD đời 2023 lướt nhẹ 9.000, nhập Thái Lan nguyên chiếc. Bên Tiền đang bán xe này với giá chỉ có 459 triệu thôi. Và giá đây Tiền báo thì còn bớt cho các anh chị một tí xíu lọc lá nữa khi mà đến xem xe trực tiếp. Anh chị nào yêu thích chiếc xe này, nhanh tay alo cho Tiền qua số điện thoại bên dưới. Còn ở tỉnh xa, thích chiếc này chưa thể lên Sài Gòn xem xe trực tiếp liền được thì liên hệ Tiền thì sẽ tư vấn cho các anh chị cái thủ tục là mua xe online và giao xe tận nhà của bên Tiền, hoặc chốt
giá chuyển khoản đặt cọc trước để giữ xe, rồi mình hẹn ngày mình lên mình xem xe các anh chị ha. Lên xem xe cứ đi test hãng thoải mái, không đúng với những gì bên Tuyền làm cam kết thì sẽ hoàn cọc cho các anh chị 100% và chịu luôn những cái chi phí test hãng đó nha. Và 5 chỗ gầm cao thì bên Tuyền hiện tại là đang còn Kia Sportage nè, cao cấp hơn nha, Brazo 3008, giá tầm khoảng 400 mấy thì Tuyền còn Lãnh Hánh 400, là còn Mazda 2 nè, còn Vios nè, còn Accent, rồi còn City, có cả Civic nữa. Anh chị nhà mình mà đang cần tìm mua cho mình một chiếc xe 5 chỗ như thế nào, alo Tiền thì sẽ tư vấn để cho anh chị nhà mình lựa chọn được một chiếc xe phù hợp nha. Hoặc có thể ở lại bên kênh của Tiền, mình lướt xuống bên dưới để mình xem được như